Trong 3 ngày 30, 31 tháng 5 và 1 tháng 6, đoàn công tác quận Seogwon, thành phố Daejeon, Hàn Quốc do ông So Jong-ho, chủ tịch quận Seogwon làm trưởng đoàn, đã tới thăm và làm việc với thành phố Bắc Giang. Theo lịch trình, đoàn tới chào xã giao đồng chí Bí thư Thành ủy Bắc Giang Vũ Chí Hải, ký kết thỏa thuận hợp tác với thành phố Bắc Giang, tới thăm một số bệnh viện, cơ sở giáo dục dạy nghề trên địa bàn thành phố và khu di tích đặc biệt địa điểm chiến thắng Sương Giang, thành phố Bắc Giang. Trong sáng 31 tháng 5, tại thành phố Bắc Giang đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Bắc Giang và quận Seogwon, thành phố Daejeon, Hàn Quốc. Đoàn công tác quận Seogwon do ông So Jong-ho, chủ tịch quận Seogwon làm trưởng đoàn. Đoàn thành phố Bắc Giang do đồng chí Đặng Đình Hoan, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang làm trưởng đoàn. Tại đây, hai ông trưởng đoàn giới thiệu khái quát về thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, đặc điểm địa lý, xã hội, văn hóa và con người của hai địa phương. Đồng chí Đặng Đình Hoan nhấn mạnh, từ năm 2017 đến nay, lãnh đạo hai địa phương đã nhiều lần tổ chức các đoàn giao lưu, trao đổi, thảo luận hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đáng mừng, ngày 22 tháng 11 năm 2021, thành phố Bắc Giang và quận Seogwon tổ chức thành công buổi lễ ký kết ý định thư hợp tác hữu nghị. Trên cơ sở đặc điểm tình hình thế mạnh và tiềm năng của hai địa phương, thành phố Bắc Giang đề xuất hợp tác với quận Seogwon trên một số lĩnh vực, thu hút các nhà đầu tư từ quận Seogwon và các khu cụ công nghiệp tại thành phố Bắc Giang, cũng như các địa phương của tỉnh Bắc Giang, trong đó ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện môi trường, triển khai hợp tác các dự án về thương mại, dịch vụ, giáo dục, đào tạo nghề, giao thông, y tế, du lịch, môi trường, thúc đẩy hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân, học sinh, đào tạo bồi dưỡng cán bộ giữa hai địa phương trong thời gian tới. Ông So Jong-ho, chủ tịch quận Seogwon, phát biểu nhận xét thành phố Bắc Giang và quận Seogwon có nhiều nét tương đồng, hy vọng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ có cơ hội phát triển mạnh mẽ. Sau chuyến công tác này, quận Seogwon sẽ có kế hoạch quảng bá giới thiệu riêng về tỉnh Bắc Giang và thành phố Bắc Giang đến với nhân dân và các doanh nghiệp ở quận Seogwon. Ông cũng rất tán đồng đối với những đề xuất hợp tác từ phía thành phố Bắc Giang. Tiếp đó, ông So Jong-ho, chủ tịch quận Seogwon và đồng chí Đặng Đình Hoan, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang đã ký kết thỏa thuận hợp tác trên một số lĩnh vực có thế mạnh như xây dựng đô thị xanh thông minh, kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế, du lịch, hành chính công. Trước đó, vào chiều ngày 30 tháng 5, đoàn công tác quận Seogwon, thành phố Daejeon, Hàn Quốc do ông So Jong-ho, chủ tịch quận Seogwon làm trưởng đoàn đã tới chào xã giao đồng chí Bí thư Thành ủy Bắc Giang. Cùng đi có bà Chon Min-cha, chủ tịch hội đồng quận Seogwon, ông Lee Hong-seok, tùy viên nội vụ và an ninh đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và các ông bà đại diện phòng ngành doanh nghiệp của quận Seogwon. Tiếp đoàn có đồng chí Vũ Chí Hải, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang, các đồng chí thường trực thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang và lãnh đạo ban đảng thành ủy.